bên hồ trung tâm. Thì đây là những trục đường xương sống đã hình thành và tạo nên những cái tên tuổi tại Thủ Thiêm. Ok. Tiếp theo thì hiện nay á, đã hình thành ra các phân khu, đã hình thành ra các cây cầu chính đã hình thành. Thứ nhất là để nối giao thông Thủ Thiêm với lại những cái quận trung tâm như là cầu Thủ Thiêm 1 nối từ Thủ Thiêm đi qua từ quận Bình Thạnh này, cầu Thủ Thiêm 2 thì nối từ Thủ Thiêm đi qua quận 1. Rồi tương tự như vậy thì sẽ có hầm Thủ Thiêm đã giao thông thương rồi. Trong tương lai sẽ có cầu Thủ Thiêm, cầu đi bộ hiện nay thì cũng đã lên mô hình, cũng có xe bàn hình mẫu rồi ha. Sắp tới là sẽ là cầu kế bên đó nữa sẽ là cầu Thủ Thiêm 3 nối từ Thủ Thiêm qua quận 4 và cầu Thủ Thiêm 4 qua quận 7. Đây là những cái tuyến đường huyết mạch sẽ tạo nên cho giao thông tại Thủ Thiêm, nó sẽ kết nối hầu như là toàn bộ tất cả các quận tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, nói về ở bên trong tổng quan của quy hoạch, tổng thể của quy hoạch Thủ Thiêm thì hiện nay Thủ Thiêm được phân chia thành 8 phân khu chức năng chính, trong đó là chi tiết về 8 phân khu chức năng chính này thì như anh chị và các bạn có thể thấy là phân khu chức năng số 1 thì nó sẽ có những cái dự án tiêu biểu hình thành, nhưng mà anh chị sẽ ghi nhớ ngay trong đầu đó là dự án Petromon Thủ Thiêm này. Đó, ngay cầu Thủ Thiêm 2 là có Petromon Thủ Thiêm đã hình thành rồi. Thứ hai nữa là phân khu chức năng số 2 thì ngay cái phân khu là 2A sẽ là dự án trong tương lai của mình, nó sẽ là có dự án Eco Smart City của Lotte. Phân khu chức năng số 2B là Invite City đã hình thành về hiện hữu rồi ha. Và phân khu chức năng số tiếp theo là 2C thì là nó thuộc là phân khu chức năng thể thao, thì công viên thể thao, nhưng mà hiện nay thì nó chưa có hình thành. Rồi tiếp theo là phân khu chức năng số 3 sẽ là những khi đặt trong trí nhớ của mình, đặt lên nó sẽ là cái dự án The River Thủ Thiêm, và cái dự án trong tương lai sắp tới này của mình sẽ là hiện hữu lên là dự án The River Thủ Thiêm của mình đây hả. Rồi phân khu ngoài ra thì ngay phân khu chức năng số 3 ngay cái góc bên này nè thì sẽ là dự án Lockview thì nó nằm phân khu chức năng số 3 và số 4 luôn. Rồi và trái tim của Thủ Thiêm nằm ngay trung tâm của Thủ Thiêm, đó là dự án Sala, khu đô thị Sala của đảo Bình Minh đã hiện hữu ở đây. Và phân khu chức năng số 7 thì sẽ là khu tái định cư. Thì hiện nay thì về cái phân khu chức năng số 7 này nó cũng là một điểm nhức nhối của Thủ Thiêm, là hiện nay nó đã xây dựng nhưng mà chưa có đi vào hoạt động được và vẫn là một nơi hoang phế. Rồi thì mấy thông tin chắc là trong tương lai sẽ được đấu giá và hình thành lại để mang ra những cái căn hộ cho thị trường. Rồi ok, thì đây là sẽ là flycam cam thực tế hình thành của Thủ Thiêm sau 10 năm hình thành và phát triển. Thì tương lai không mê phương, không hy vọng Việt Nam mình có thể đuổi kịp sang 2 của Thượng Hải, không đuổi kịp của phố đông của Thượng Hải, nhưng mà mấy thông tin chắc rằng Thủ Thiêm cũng sẽ là một phố đông của Sài Gòn. Đây là những cái mà dự án mà lúc nãy giờ anh chị đã điểm qua hết rồi ha. Thì mọi người có thể thấy thì hiện nay tới thời điểm này thì Thủ Thiêm nó đã hình thành được khoảng là 30-40% rồi. Thì sau 10 năm là vậy. Thì trong tương lai 10 năm nữa, 20 năm nữa thì Thủ Thiêm nó sẽ hình thành như thế nào thì chúng ta cùng trông chờ vào một tương lai tươi sáng tại Thủ Thiêm nha. Rồi, cảm ơn Mai Phương chia sẻ rất là hay ha. Thì khi nãy như quý sự đang có nói là thị trường gọi là bất động sản đang chậm cũng rất là nhiều yếu tố, nhưng mà theo như nhận định của một vài chuyên viên tại chuyên bán sơ cấp và thứ cấp tại Thủ Thiêm thì thấy tình hình bất động sản Thủ Thiêm cũng tạm gọi là sôi động hơn những cái thị trường bất động sản khác. Thì Hana sẽ cùng với mọi người chia sẻ rõ hơn và cho mọi người nhận biết được là lý do tại sao mà tại thị trường Thủ Thiêm là sôi động hơn những khu vực khác, và có những cái dự án hoặc là có những cái then chốt hoặc là những cái khay chốt khách hàng như thế nào. Thì Hana có thể chia sẻ rõ hơn cho mọi người về cái tình hình bất động sản Thủ Thiêm hiện tại.